Phạm Huỳnh Tam Lan. Tất nhiên là con làm đào hát thì rất là nhiều người mê con. Thì lúc đó là ông bầu Dạ Lý Hương đó, ông mời nguyên hết toàn bộ cầu thủ đi xem hát. Thì là anh Hoàng Long này kia, mấy em kép ở trong đoàn đó, mới nói nè, phải xuống ra đây coi đi, cái tay mà thủ quân đó, đó, thấy đẹp trai chứ sao không? Lên sân khấu như thần, như rồng. Thế là đại khái nghe nói vậy thôi. Thì cô không có khái niệm. Thì lúc coi xong rồi đoàn mới chúc là chúc phúc để mà đi thắng trận. Thì lúc đó là Việt Nam thắng giải MDK về lần đầu tiên. Yeah. Mình thắng ở Á Châu đó. Ông Tâm Lan ông mới gọi điện thoại, ông nói là ông xin phép ông ghé vô hội trường Tâm được không? Khi cô nói được mà đâu sao đâu. Thì cũng biết rằng mình vô trong trường mình lắp máu lo hát thôi, đi tới đi lui tới lui. Ngồi đợi cho tới khi cuối hết hát. Cái mới nói là bây giờ nói chuyện với nhau chút được không? Tại vì ổng hiền lắm. Trời ơi, tôi nói ổng hiền mà hiền hiền thiết thương luôn á. Cái nói trời, anh nói đi có gì đâu. Thí dụ bây giờ mà về cái mình nói gia đình đi cưới, bà Tuyết chịu không? Lần đầu tiên đi coi coi là đi nói coi vậy luôn đó, đó hả? Nhưng con? Mà cái lần này thắng về gặp, gặp để cảm ơn. À đó. Dạ dạ. Nhưng mà nói vậy đó. Cái cô nhìn ổng, cô nói cũng được thôi chứ đâu có chuyện gì. Mà trong thâm tâm của lúc đó thì cô chỉ nghĩ rằng mình có cái bà dì ghẻ mà mình đi hát, mà đào hát đó mà người ta ưa nói là lấy bậy lấy bạ, cái kiểu giống vậy đó. Dạ. Không đàng hoàng đâu. Bây giờ mình phải có một cái đám cưới rần rộ, mà đám cưới danh vọng dính dữ dữ dội, để cho cái bà này nè, bà không được coi thường mẹ mình. Dạ. Cái nói được rồi. Cái ông nói thôi vậy được rồi, để anh về nói gia đình nha. Cái thôi, rồi thôi cũng dòng sống cũng đi qua. Cái đâu tới chừng 3 tháng sau, cái thấy bên gia đình đi lên nói chuyện với ba. Cái bà nói con thấy sao, làm như tử tế lắm vậy. Dạ ba quyết định sao cũng được. Thiệt ra là đã có sự tính toán sắp xếp trước rồi. Thì mình cũng đã mánh mông rồi. Dạ. Thì nhưng mà mắc cười đấy, tức là mọi việc nó đơn giản như thế. Dạ. Tức là muốn có một gia đình đàng hoàng với một người đàng hoàng trong cái đầu đời của mình. Thì cho nên sau khi vậy rồi mới không có bi kịch với một người tốt, nổi tiếng như thế, cả nước như thế. Mà rồi vì một cái lý do gì đó mà không sống được với nhau. Nhưng mà lúc đó là chia tay, chắc là cô với chú cũng đau khổ lắm hả cô? Tức là 9 giờ tới 12 giờ là tập tuồng. Dạ. Cho đoàn. Cương mà bỏ tập tuồng là bị kiện. Dạ. Thừa phát lại làm gì bằng. Dạ. Tại vì ký hợp đồng mà. Dạ. Red low lắm, giống như Hollywood vậy đó. Rồi là tập tuồng xong thì 1 giờ đó là cho tới 6 giờ đó là tu dĩa. Rồi xong về hát 8 giờ cho tới 11 giờ. 11 giờ ra cái mở rồi, cái nằm ngửa vậy. Mọi người remake rồi xong rồi làm trở lại để mà đóng phim. Dạ. Thì 2 giờ đóng phim cho tới 5 giờ sáng. Trời ơi, coi còn gì người. Cô phải có một cái phòng riêng ở trong cái bệnh viện Grand. À. Tức là coi như là bữa nào mà khuya quá. Tới rồi Lan ơi, tới rồi. Tới đâu vậy? Tới rồi em ơi. Anh ơi, anh thấy em đi về quê đúng không? Đúng. Ngàn nhân vật ở bên kia. Ồ, một căn nhà màu trắng rất là dễ thương. Anh ơi, mình chưa chào khán giả nữa. Em chào đi. Xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc 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 cốc. Hôm nay anh sẽ mời em đến với nhà một nghệ sĩ lão làng trong làng cải lương. Trời thiệt không anh, em nói cho anh nghe là em cực kỳ mê cải lương luôn. Hả? Em nói thiệt em rất là mê cải lương á. Ở nhà là em đi ngủ là em cũng phải nghe cải lương. Tại vì cái giai điệu rất là du dương, và nhất là những cái lời á. Em không hiểu tại sao những soạn giả ngày xưa họ lại có thể viết ra những cái lời mà nó hay đó. Đây nè, hôm nay tất cả những gì mà em thắc mắc và em muốn biết về nghệ thuật cải lương, em có thể hỏi nhân vật này. Ôi bảo táp phòng bà. Em biết ai rồi. Ai? Cô Bạch Tuyết. Đi đi. Chưa nhẹ. Tới chưa anh? Tới chưa? Đi nhẹ nói khẽ nghe. Em biết rồi. Cô Bạch Tuyết là một chiếc lá rơi cũng làm tim cô thổn thức, nghe không? Cho nên là phải nhẹ nhẹ nghe chưa? Em biết rồi. Em cái tật em cứ ào ào không à. Ổng mới ào. Anh gõ cho đúng phọt mát đi rồi mình kêu. Cái nữa. Cô ơi. Cô. Khỏe khỏe thôi. Làm gì vậy? Gọi đò hả? Cô ba ơi, cô ba. Ê. Dạ. Trời cất công ghê ha. Dạ. Con chào cô. Con chào cô. Xin chào. Dạ. Dạ. Trời, cho con gom cô đi cô. Chào con. Dạ. Mười độ hoa bất chợt rơi vào cung cấm, hay chính lòng ta sao đồng bưng khi cấm cung vô lại hoa rèm. Bàng hoàng khói hương tươi xưa, chuyện đâu nói phố, tương lai ta
Lan cũng muốn biết là hiện tại cái cuộc sống của cô đó là như thế nào. Cô là vẫn đi làm nghề mình. Dạ. Vẫn đi học. Dạ. Vẫn đi dạy. Đi học gì nữa cô? Học gì cô? Trời ơi, cái não của mình mà mình không kích thích nó đó thì nó sẽ bị ù lì và nó sẽ bị chai. Dạ. Tại vì từ nhỏ đến lớn là cái bên nội đó là cái khoa bảng, tức là phải có danh dĩ đúng không? Dạ. Cho nên là cái khi mà cô đi hát đó thì bên nội nói là ba dạy con không có nghiêm. Cho nên mới sinh ra một cái đứa mà sướng ca vô loài. Mà lớn lên thì cô hiểu rằng không phải là miệt miệt thị, mà cô cũng tự ái 6.000 lắm á. Tức là đổ tiến sĩ rồi mới về quê nội nha, cho mọi người biết. Xong rồi về cái rồi mọi người nói trời cái con này nó thì ghê luôn á. Tức là cái việc mà cô đi học tiến sĩ là cũng vì là đi rồi để mang một cái danh dự về cho gia đình rồi mình mới tiếp tục cái sự nghiệp ca hát của mình hả cô? Không, lúc về thì là cô nhỏ mọn vậy đó, chứ còn cái lúc đi học tiến sĩ thì không phải thế. Cái chữ cải lương chi bảo đó nó làm cho cái hành trang đời người mình nó nặng lắm. Dạ. Tức là cải lương trăm năm mà có một mình mà người ta kêu như vậy, trời quỷ ơi làm cái gì cho cải lương đây nè trời. Một cái ngành nghề rất tuyệt vời của dân tộc mình, tức là một cái sân khấu mà nghệ thuật truyền thống mà rất văn minh. Dạ. Cải cách hát ca theo tiến bộ lương truyền tuồng tích sĩ văn minh. Thế nhưng mà vì cái dòng đời nó trôi nổi như thế. Dạ. Cho nên những người làm cải lương không có thời giờ đi học. Dạ. Và người ta thấy rằng cải lương dốt. Dạ. Cải lương sến, cải lương thế này nọ, tại sao mà nói nặng như thế? Trong khi một cái câu của cải lương là người ta có thể làm một cái luận án tiến sĩ mà không biết bao giờ mới có thể xong được. Một cái câu văn của tác giả Hoa Phượng: trên cổ thụ kia còn có thiếu gì loài chùm gửi, thì đừng có trách sao trong lòng quân tử đôi lúc có những ý nghĩ bần tiện của kẻ tiểu nhân. Hay không? Trời ơi! Chưa? Một cái bài vọng cổ của anh Hoa Phượng mà em có thể hiểu được văn hóa của một cái miền. Cứ mỗi lần tôi thấy bóng ô môi mỗi điểm hồng trong gió chương, mỗi lần nghe tiếng quét bánh phòng rộn rã đón xuân sang, mỗi lần về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngài thấy nhà chợ Trường An, là mỗi lần tôi nhớ đến mùa xuân của đầu năm binh lửa. Có ai sống năm 45, 50 sau đó, có ai mà biết không thể biết được rằng là ở đó nó có bánh tráng không, ở đó nó có cái tất cả những điều đó hay không? Ủa mà sao nó cái lương sến kỳ vậy? Sao dám nói cái lương dốt? Yeah. Thì từ những cái đó Ngọc Lan, cô cảm thấy rằng mình một con én không đem lại mùa xuân, nhưng dù sao cũng nên có một cái con én để báo tin. Dạ. Dạ. Hay quá. Hay quá. Cái câu này hay quá. Câu quá đã luôn. Và đó là cái hành trang của lên đường. Thì lúc của mình bển là phải chọn là cái viện Hàn Lâm, The Royal Academy of Dramatic Art ở đây. Cái viện Hàn Lâm đó khi mà Cưng ghi tên đó là nó ghi cho Cưng là đồ mặc phải vậy nè, rồi cái đuôi dài phải đi vậy nè, làm sao mà trong cái gạch này nè nó êm như ru không làm phiền ai. Cô qua đó 6 tháng sao tự nhiên cái bệnh hoài à, ăn không tiêu, mệt tim, thở không được. Mà đi khám thì bác sĩ nó không có bệnh gì, tức là mình bị trầm cảm mà mình không hay. Cái là cái hôm đó là còn 1 tháng nữa là bảo vệ, 10 giờ đêm có biết không, là tại vì sáng tới người đại học xong cái 1 giờ là đi phải học thêm tiếng Anh, rồi cái 4 giờ là vô thư viện cho tới 10 giờ. Một đống sách ôm về mà đi giữa rừng, Thuận có hình dung không? Trời ơi, cô đang đi cái cô nói trời ơi sao mình làm gì gỗ vậy nè, quăng sách xuống một cái đùng mà khóc đi cùng vậy đó. Mà khóc rồi cũng cỡ 10 phút mà cũng thấy không có ai đó. Thì nói chung là con người mình nó có lúc vậy đó, nó có lúc mạnh khỏe, có lúc nó yếu đuối vậy đó. Nhưng mà cũng may là sao có khi cái khóc đó nó những cái uất ức nó ra hết. Cái trường hợp con của cô cũng vậy. Yeah. Tức là tất cả các bác sĩ đều nói là bà Tuyết kiếp này không có con, thì cho nên là với ông Tâm Lan mới thôi, chứ còn một người tốt như vậy mà sao mình thôi được trời. Cái ông này ông tốt một cách không thể nói được, nhưng mà vì ổng là con trong một cái gia đình theo Khổng giáo, cho nên con trai lập gia đình rồi phải có con mà con trai để nối dõi tông đường. Thì thấy ông đau khổ vì cái chuyện đó quá, cái cô mới nói với ổng, cô nói là thôi em trả anh về với gia đình hả, trời giống y như tuần cái lương vậy đó. Trời ơi. Trời ơi, cái nói ông gì, cái ông nói mà giờ hai đứa thương nhau quá sao thôi giờ. Trời ơi, con người phải có chữ hiếu là trọng, cũng bắt đầu nói giống như mình đọc trong sách đó, hiếu thảo là trên hết. Dạ. Thấy không, thôi đi mai mốt mình có vợ khác. Trời ơi, thôi trong một cái kiểu vậy đó, tức là gặp người đàn ông tốt nè, mọi thứ dành dòng đàng hoàng nè. Ủa mà sao không được ở kỳ vậy, cô nói cái số lạ lùng gì thấy ghê vậy. Thôi vậy thôi không thèm nữa, thôi đi chơi, là quyết định là vậy đó. Đó những cái việc đó là nó đều bất chợt trong cái dòng sống này hết. Dạ. Cô ơi,
cô đi cho cô Trâm nha. Đi tham quan nhà okay. cô xíu cô. Đây là Lan ơi, Lan ơi, Lan ơi, cái phần đặc biệt là Lan ơi. Cô ơi, tất cả những bức tranh này là cô vẽ hết luôn. Đúng rồi, tức là năm 90 là cô vẽ được 60 bức và viết được 60 bài nhạc. Con thì thích bức tranh này nhất. Thấy sao nó lại đập vô trong nó mắt giống như tụi mình á. Vậy hả? Nó giống như mấy người nổi tiếng đó. Dạ. Cái bức tranh này tên là Diễn Viên. À. Nè bạn có để ý không? Tức là nó có một cái bàn tay trong bóng tối. Yeah. Gân guốc cầm cái dương miệng để trên đầu bạn nhưng mà lại úp lộn đó, thành thứ úp cái mũi nhọn của cái dương miệng đó. Yeah. Lên trên đầu mình thay vì cái dương miệng để lên để cho mình có cái danh dự. Và cứ thế tự nhiên là cái mũi nhọn đó đâm vô trong đầu của mình. Thế mà mình chỉ máu ở bên trong mà không ai biết. Cho nên cái mặt của người diễn viên đó nứt nẻ lắm. Đây là để biết rằng cái nghề diễn viên đó có khi đó mình lên sân khấu đó mình cười để cho người ta cười mà mình khóc trong lòng mà không ai hay. Đúng, cách tư bền đó cô. Mà phải cười cho đàng hoàng. Dạ. Thì như vậy đó là cái đời của diễn viên. Dạ. Khu văn học nè, rồi bên đây là khu gia đình đó, hình ảnh gia đình ở trong nhà này hình như là có một cái người đàn ông đó. À Lan, em nghĩ là ai? Con trai của cô. Con trai cô đấy đó. Tức là cô có một đứa con trai và có ba đứa cháu trai. Dạ. Ba đứa cháu nội trai. Dạ. Và cái cô vợ đó là người Anh. Dạ. Ảnh là năm nay là bao nhiêu tuổi cô? Tuổi Thìn. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn năm nay là 45, 46. Dạ. 46. Tôi là sinh 76. Đây là hình ảnh của con trong vai là Thái hậu Dương Văn Nga không cô? Dạ đúng rồi. Cô ơi, con không biết là cô có còn giữ những cái gì mà của đầu tiên không cô? Ví dụ như kịch bản nè, băng. Nè, thí dụ như đây nè. Đây, đây. Trời ơi, một tủ. Đây nè Lan ơi. Đây là Lan ngày xưa kịch bản là gì nè Lan? Có sống thì thương. Thần Điêu Đại Hiệp. Rừng chiều hiu hắt sương mờ rơi thương đời quá túi dung thơm đầy ngàn trái miếng dâu xảy ra tông tăng của ca đi sao đến đi ai đấy đưa cho người hay do trời tạo ra cho gương trinh ổ hoen bụi trần. Hay gì ta, anh thấy cho em cầm được đó. Trời ơi ngày xưa đó nghe, anh nói thiệt em á, anh rất muốn đi hát cải lương. Tại gì? Cái giọng anh dở quá. Cái giọng đó, anh cái đó thì khỏi khoe rồi. Trời đất ơi. Cô ơi, cái này là cái giấy của hồi xưa luôn á hả cô? Đúng rồi, đúng rồi. Mà cái giấy này nó ngộ quá cô hả? Dạ. Đây là của Nhị Kiều nghe. Đây là mấy cái giấy này là giấy đánh máy. Trời ơi quý vị ơi, quý vô cùng luôn thưa quý vị ơi. Cái thời mà Quốc Thuận còn nhỏ xíu học mẫu giáo đó nghe. Đây đây nè, cả nhà nhìn thấy nè. Đó. Những ai mà nhận ra đây là gì chắc bây giờ đã già rồi. Đã lớn tuổi rồi. À, phải nói lòng hôm nay rất là rất may mắn. Quý nha. Luôn á. May mắn được như là đến nhà cô ba nè. Rồi được trò chuyện với cô nè, rồi được coi như tự tay hai anh em mình khám phá ha, và thậm chí là tìm được những cái gì nó gọi là rất là cổ, đúng không? Rất là cổ. À, rất là cảm ơn cô. Cô ơi, cảm ơn nhau. Chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà này có một phần rất đặc biệt đó, chắc cô cũng biết đó là cái phần, đó là cái phần mà hai anh em con sẽ cùng ăn cơm với gia chủ đó. Nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn đó là anh sẽ đi chợ anh nấu cơm. Sao em gà anh quá vậy Lan? Sao một người phụ nữ kinh như nữ công gia chánh như em mà em lại không xung phong mà... để cho anh nói chuyện với cô? Nhưng mà Thuận nên nhớ rằng mặc dù nữ là gia chánh, nữ công, nhưng mà người mà gọi là đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới là người nam. Đó. Rồi hôm nay mà con được biết là cô ăn chay trường đúng không? Thí dụ vậy đó. Thí dụ là thiệt đó. Rồi cô xin phép cô đi nha. Dạ. Dạ. Cô có thể cho con biết sơ sơ về cái tuổi thơ của cô không cô? Tuổi thơ mắc cười lắm. Tức là 8 tuổi thì ba có má sao. Dạ. Rồi mẹ mất, bị tai nạn xe đụng. Chở đi bệnh viện thì tới khoảng 10 giờ mấy là mẹ cũng mất. Mà rất tỉnh. Là chỉ chỗ này là chỉ có trầy môi chút xíu thôi. Nhưng mà ra dấu các cô với lại bà chị. Cô có một người chị. Chị lại nói, chị dặn câu là má chết, hai đứa ở lại một mình, ráng sống sao để cho người ta thương.
đừng để cho người ta chửi là đồ chết cha chết mẹ. Tức là một câu dặn đó thôi, mà cô mang suốt cả một cái hành trình đời người của mình. Cô làm việc gì cô cũng nhớ tới mẹ, nghĩ rằng mẹ ở đâu đó mẹ thấy rằng mình đã làm việc rất đàng hoàng. Tức là mình đã sống rất trung thực. Mỗi lần có chuyện gì mà bực mình quá, hoặc là khó chịu quá, hoặc là cay đắng quá chẳng hạn gì đi, là nói chuyện với mẹ. Đi đâu ở trong bóp lúc nào cũng có hình mẹ, mà đi đâu cũng có cái hình mẹ đó, hình vai lớn vậy đó. Xong rồi đi qua bên viện Hàn Lâm Anh cũng vậy, để trên bàn học. Mỗi lần có cái gì mình cảm thấy nhìn mẹ là mình có thể mình vượt qua được hết. Thường ăn chay ngoài đậu hũ dưới xả ra thì còn gì nữa không? Có nấm nè, nó trời ơi, người ta phải bươi ra mở ra thì khách hàng người ta mới thấy đúng không? Trời ơi, giờ này nghỉ hàng nghỉ chơi nghỉ thôi, buôn bán đừng có nghỉ đó. Ví dụ nghỉ người ta giờ này ta ăn rồi sao đúng không? Cho anh bỏ ra muốn đi đó đó, tặng hai củ tỏi được không? Rồi hình như là đi chợ xong rồi, Quốc Thuận sẽ đến nhà một người và mời một nhân vật rất là đặc biệt đến nhà của bà Bạch Tuyết. Cô, hồi nãy con nghe cô có một cái mối tình rất là đẹp, mối tình đầu với danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lan. Tất nhiên là con làm đào hát thì rất là nhiều người mê con. Thì lúc đó là ông bầu Dạ Lý Hương đó, ông mời nguyên hết toàn bộ cầu thủ đi xem hát. Thì là anh Hoàng Long này kia, mấy em kép ở trong đoàn đó, mới nói nè, bà Thuyết ra đây coi đi, cái tay mà thủ quân đó, đó, thấy đẹp trai chứ sao không? Lên sân khấu như thần, như rồng. Thế là đại khái nghe nói vậy thôi. Thì cô không có khái niệm. Thì lúc coi xong rồi đoàn mới chúc là chúc phúc để mà đi thắng trận. Thì lúc đó là Việt Nam thắng giải Medica về lần đầu tiên. Yeah. Mình thắng ở Á Châu đó. Ông Tam Lan ông mới gọi điện thoại, ông nói là ông xin phép ông ghé vô hội trường Tâm được không? Khi cô nói được mà đâu sao đâu. Thì cũng biết rằng mình vô trong trường mình lắp máu loa hát thôi, đi tới lui, ngồi đợi cho tới khi cuối hết hát. Cái mới nói là bây giờ nói chuyện với nhau chút được không? Tại vì ông hiền lắm. Trời ơi, tôi nói ông hiền mà hiền thiện thiết thương luôn á. Cái nói trời anh nói đi có gì đâu. Thí dụ giờ mà về cái mình nói gia đình đi cưới bà Tuyết chịu không? Lần đầu tiên đi coi là đi nói coi vậy luôn đó hả? Nhưng còn... mà cái lần này thắng về gặp để cảm ơn. À đó. Dạ dạ. Nhưng mà nói vậy đó. Cái cô nhìn ổng, cô nói cũng được thôi chứ đâu có chuyện gì. Mà trong thâm tâm cô lúc đó thì cô chỉ nghĩ rằng mình có cái bài dì ghẻ mà mình đi hát, mà đào hát đó mà người ta ưa nói là lấy bậy lấy bạ cái kiểu giống vậy đó. Dạ. Không đàng hoàng đâu. Bây giờ mình phải có một cái đám cưới rần rộ, mà đám cưới danh vọng dính dữ dữ dội để cho cái bà này nè, bà không được coi thường mẹ mình. Dạ. Cái nói được rồi. Cái ông nói thôi vậy được rồi, để anh về nói gia đình nha. Cái thôi, rồi thôi cũng dòng sống cũng đi qua. Cái đâu tới chừng 3 tháng sau, cái thấy bên gia đình đi lên nói chuyện với ba. Cái ba nói con thấy sao, làm như tử tế lắm vậy. Dạ ba quyết định sao cũng được. Thiệt ra là đã có sự tính toán sắp xếp trước rồi. Thì mình cũng đã mến mông rồi. Dạ. Thì nhưng mà mắc cười đấy, tức là mọi việc nó đơn giản như thế. Dạ. Tức là muốn có một gia đình đàng hoàng với một người đàng hoàng trong cái đầu đời của mình. Thì cho nên sau khi vậy rồi mới không có bi kịch với một người tốt, nổi tiếng như thế, cả nước như thế. Mà rồi vì một cái lý do gì đó mà không sống được với nhau. Nhưng mà lúc đó là chia tay chắc là cô với chú cũng đau khổ lắm hả cô? Tức là 9 giờ tới 12 giờ là tập tuồng. Dạ. Cho đoàn. Cưng mà bỏ tập tuồng là bị kiện. Dạ. Thừa phát lại là bị bằng. Dạ. Tại vì ký hợp đồng mà. Dạ. Red Glow lắm, giống như Hollywood vậy đó. Rồi là tập tuồng xong thì 1 giờ đó là cho tới 6 giờ đó là thu dĩa. Rồi xong về hát 8 giờ cho tới 11 giờ. 11 giờ ra cái mở rồi, cái nằm ngửa vậy. Mọi người remake rồi xong rồi làm trở lại để mà đóng phim. Dạ. Yeah. Thì 2 giờ đóng phim cho tới 5 giờ sáng. Trời ơi, con coi còn nhiều người. Cô phải có một cái phòng riêng ở trong cái bệnh viện Grand. À. Tức là coi như là bữa nào mà khuya quá mà thiếu ngủ này kia đó thì làm xong xuôi hết rồi là vô bệnh viện nằm. Thì con coi đâu có từ giờ đó ông buồn. Dạ. Mà hai đứa lặng lẽ nha, tại vì sợ báo chí làm scandal. Dạ. Yeah. Hồi đó là cứ ngày nào cũng có thấy tên trên báo chí. Cái một hôm đó cũng 6 tháng rồi, cô đang ngồi hóa trang như này, cái cô làm cái ngồng già buồn đi. Trời, gì vậy? Vũ gì vậy? Ôi rồi. Thì lúc đó ngồng già buồn liên mới biết đó. Lý do tại sao lúc đó cô lại khóc? Cơ thể mình nó kỳ lắm á. Dạ. Cái lúc mà con muốn nhớ thì nó không nhớ. Dạ. Nhưng mà giống như là con bị dồn nén nhiều quá rồi đó.
thì giống như cái bình nó bung lên vậy đó. Dạ. Sau đó rồi là cô tính đi chơi đã đi, tức là để cho sau này mình đừng có tiếc, phải không? Học đủ thứ chơi cho đã, đi hát, đi nhảy đầm, đi này đi nọ, đi cứ biết ông lái xe từ rạp Quốc Thanh á mày về Thủ Đức đó 7 phút. Từ rạp Quốc Thanh, trời ơi khùng má, trời ơi quậy quá trời quậy rồi, nghệ sĩ Nhân Bạch Tuyết ơi. Thì vậy đó, thì mới đi chơi này kia rồi cái thì gặp đại gia này từ bên Pháp về, có 2 cái bằng tiến sĩ, hồi có lập gia đình á. Nè, để nói cho biết nha, ở nước ngoài về đúng không, không biết phải không, nói trước cho biết, đây là Đào Hát Cải Lương nè, con của tổ nè, làm sao mà lấy tôi một thời gian mà tôi ngày càng đẹp hơn á thì cái đó tổ sẽ ủng hộ, nghe chưa. Còn mà đụng tới tôi mà làm trước mặt tôi hay là đụng tới người tôi làm cho ra một cái tổ hại chết. Ông nói trời ơi, làm gì mà hâm thấy ghê luôn vậy. Nhưng mà mình nói trước đi, để sau khỏi mất lòng. Để nói rằng từ lúc sống rồi chơi tới ổng qua đời ổng có không nói tiếng nào nặng nề gì hết trơn, mà toàn bộ để dành cho cô hát đàng hoàng đó. Thì cô nói rằng mình yêu nghề quá đi, cho nên là có thể là người tình mà của cô từ suốt cả từ hồi nào tới giờ trong đời cô, hình như là cô yêu Cải Lương thôi. Dạ. Em với cô đói bụng lắm luôn. Trời ơi, đói bụng thì ăn nó mới ngon đúng không? Đây. Trời, sao có nhiều đài quá vậy? Còn nữa, một chút nữa là cô sẽ biết nha. Chuyên môn làm cho người ta ngạc nhiên vậy đó hả? Dạ. Con người luôn cho người ta sống trong sự mệt tim. Ngạc nhiên quá. Đây. Ai tới đây? Ô trời ơi. Đặt đây đi ha. Trời ơi, đâu gì trời. Đây nè, cái người này rất quan trọng nha. Không có kép thì Đào vẫn hát được. Dạ. Không có Đào thì kép vẫn hát được, mà không có ông này là Đào kép hát không được. Giới thiệu với em nghệ sĩ nhân dân đàn cổ nhạc Thanh Hải. Hẻm 129. Ô anh ơi. Dạ. Em có khó không? Ồ, hẻm 129 mà. Nhà mình trong này nhưng mà ra đây ngồi chờ Đức Thuận cho nó dễ kiếm không? Quốc Thuận. Dạ, trời ơi, ông anh tôi. Này, cái gì đây? Chút đi biết. Chút dạ. Biết nghe, chút biết. Ngồi xuống đi. Trời, chứ em hỏi mấy câu thôi. Trời ơi, chuyện nhỏ. Ở nhà em là em đi chợ dỗ cho vợ em đó nha. Ông biết là anh với là cô bà Bạch Tuyết là đã biết nhau là bao nhiêu năm rồi? Mình biết chị Bạch Tuyết, nghệ sĩ Nhân Bạch Tuyết ấy, cũng khoảng hơn 30 năm này rồi. Hơn 30 năm rồi. Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết rất nhiều kịch bản đúng không? Dạ. Và mình làm những nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết cũng nhiều, rất nhiều kịch bản. Nhưng mà có cái mà để mình nhớ nhất là cái kịch bản mà Cải Lương diễn một mình, tức là vừa ca vừa diễn, là cái Hoàng hậu của hai vua. Người đã không chết trong chiến trận trực lòng tên mũi giáo, mà cuối cùng phải chịu chết vì kẻ tiểu nhân ti tiện này. Là như là chỉ có cô Bạch Tuyết là hình như theo mình nghĩ chắc sân khấu Cải Lương chỉ có một, không có hai. Cái tác phẩm đó thì là một người đàn thôi, là một mình đàn. Vừa làm động tác, sáng tác âm nhạc nền và vừa đàn cổ nhạc một mình. Ôi trời ơi. Tức là diễn ca một mình và dưới đây mình cũng đàn một mình. Nó không phải là kỷ niệm á, nó ăn sâu vô trong cái tiềm thức làm nghề của mình. Hay quá anh ơi. À, nó vậy đó. Cảm ơn Hải nha. Yeah. Rất là tình cờ mà rất đặc biệt. Về chúc sức khỏe nè. Rồi, dạ. Chúc sức khỏe. Ông bà mình làm sao mình làm y vậy đây. Dạ. Rất may mắn hôm nay được Quốc Thuận nấu đồ ăn cho ăn ha. Dạ. Quá may mắn. Bởi vậy. Hình là anh Giang là một năm là về thăm cô mấy lần không? Không có tính nhau đâu. Thí dụ như có thi bạn đi họp ở Singapore mà biết trước thì nói là mẹ qua Singapore đi, mấy mẹ con mình đi chơi. Dạ. Rồi chạy qua. Rồi xong cái có khi là bà mình đi ra hát ở Hà Nội, xong cái hát xong rồi cái thấy dưới lù lù đi lên nha. Mà nói một câu, trời coi bà Tuyết hát mua vé giờ đen mắc ghê luôn. Hai mẹ con nói chuyện với bạn nữa hả? Con chị á là làm ngành nghề kinh doanh đúng không chị? Nhưng mà lúc trước hồi nhỏ biết học đàn nha. Không biết đàn là đàn bầu đó. Hồi đó mình có chị mà đàn bầu hay lắm á. Dạ. Đàn bầu con cũng hay tính đó. Hỏi á là anh á là không biết là có thừa hưởng được cái gen nào của cô hay không? Trời đất cho mình có một đứa con cho nên mình đào tạo cho nó đàng hoàng. Dạ. Thì ngay từ cái năm 76 sinh đó thì cho tới cô bắt đầu cô suy nghĩ cô sẽ đào tạo nó thành ra một thanh niên của toàn cầu chứ không phải chỉ là một người thành công. Dạ. Thế xong cái gì mới nói là ê bạn đi nước ngoài có khi bạn buồn đó,
rồi bạn phải có cái gì tự giải trí, rồi bạn chọn hết mấy thứ đàn rồi bạn học một cái. Cái cuối cùng cái nó nói đàn bầu là nước mình có chứ nước ngoài không có đâu, bạn cho học đàn bầu đi. Cô nói là ê bạn, tôi thấy người ta đi nước ngoài đó, một là piano cho sang đúng không, hai là bạn violin chẳng hạn đi. Thôi bạn ơi, tôi Việt Nam. Cô hồi nãy á, nó nói ngắn gọn vậy đó. Cô Bạch Tuyết á là nhiều kép lắm á, kép hùng cường, kép thành được, mà mỗi kép nổ một tuần, kép thành sang. Ừ. Cô tùy theo cái giọng ca của kép và thói quen của người kép mà cô chuyển cái giọng của cô, chứ không phải là với tất cả mọi người cô đều ca một thứ. Còn đối với ông Tấn Tài, trời ơi cái giọng ổng hả, nó ngọt như cục đường, nó không có hút mắt. Cho nên khi mình ca với ổng á thì mình cũng phải chọn một cái cách ca ngọt như cục đường của ổng để mà mình lip vô cùng. Yeah. Thành thử khán giả nghe rất là đâu vào đó. Còn với ông Thanh Sang thì mình hiểu rằng cái giọng anh Thanh Sang là mùi. Mùi. Nó không có vang, nó có một sự da diết. Với ông Minh Dương là khác, với anh Thanh Tùng là hoàn toàn, anh Thanh Tùng là hoàn toàn khác hẳn luôn. Tức là tại vì anh Thanh Tùng ảnh là cái người mà hồ quảng. Yeah. Mà ảnh lại là cái người mà điệu bộ đó là số 1. Yeah. Vẫn dựa, vẫn ngước, vẫn nói, nhưng mà khán giả chụp được những cái hình dưới những cái điệu bộ của hai người kép đầu với nhau đó. Thôi bây giờ ăn xong rồi chắc có lẽ là cho phép con với Ngọc Lan được thưởng thức, một tiết mục gì đó mà. Thế là cô sẽ tặng cho chương trình. Dạ. Và kính tặng cho quý khán giả một cái bài thì được không? Dạ được. Dạ, được. Okay. Rồi bây giờ chắc mình xong rồi ha. Dạ. Dạ. Trời ơi bởi xa cơ vừa chiến trường Thọ Tiên nên gió đông sơ đành. Đúng không? Được không? Đành chia tay vĩnh biệt Bạch Tuân. Không phải vĩnh viễn. Vĩnh viễn à. Trời ơi thôi cái số. Trời vậy mà. Anh chỉ đây là MC nghe mà. Hồi xưa ai cũng thuộc cái câu này. Dạ. Cho nên mà hồi xưa còn hát đĩa đó. Dạ. Hát dĩa đá nhớ không? Dạ. Rồi có cái kim. Dạ. Mà cái dĩa nó bị chập sao hả? Nó bị nứt á. Cảnh lâm mới dĩa đó khi dòng quay nó đều á. Trời ơi bởi sao có như đường thổi tiền nó nhớ đóng số đành chia tay vĩnh viễn bạch à bạch á bạch á cà lâm nữa ta kêu là gì cà lâm á bạch thu hà còn chưa con còn chưa nghe nữa mà phải quay giới thiệu. Dạ. Không mắc cười lắm à. Không phải đêm nay, không phải đêm qua, ngoài buổi đầu tạo mộ mà từ rất lâu xuống giới thiệu đúng rồi thua quay lại. Thôi bây giờ nãy qua là tại vì con muốn tạo một cái không khí thôi. Rất là cảm ơn Quốc Thượng, cảm ơn con, cảm ơn tất cả mọi người. Để xin phép được ca một cái bài Nam Mai với lời câu dòng cổ của Ban Nam Châu của soạn giả Nguyễn Thành Châu ở trong Tuồng Bình Tây Đại Nguyên Soái. Khi lúc mà bà vợ của ông mà tiễn ông đi về về Triều, là về Quế đó. Dạ. Xin phép đứng lên ca nha. Dạ. Tại ca là phải đứng nặng quá. Đứng ra hơi. Dạ. Mẹ con tôi đây là để tiễn chân phụ tướng mấy dòng đường trên trời mây sâu còn dưng là còn thấm đau trong chán trường tướng quân ân cần dặn dò về quê ra đi lòng nặng một niềm nào phải nghĩa vợ chồng mà xót xa tình non sông xót tướng quân ra đi đâu mà đơn về Triều mong dân tội hôn quân lành nết mà dư nhiều một trấn lều thắp tớ nhất sinh tướng quân ra đi phương trời như khu nhà có còn chẳng cơ hội tái tương phùng xin hẹn không trở lại quê nhà mà chết sống cùng với nghĩa quân. Những đàn xưa mong cũ nghe cha con tình chồng vợ cũng tan tành
mình không thể khen ba năm châu nữa phải không? Dạ. Yeah. Tức là phải nhờ có những cái tuồng như vậy đó, Quốc Thuận thì đào kép mới có thể nổi lên được. Là vì cái người khán giả người ta bỏ thì giờ người ta coi mình, nghĩa là người ta phải nhận được cái điều gì đó, một cái bài học về tình yêu nước hay là một cái bài học về cái ứng xử với nhau văn hóa như thế nào. Nghĩa là cải lương luôn mang đến những cái niềm hy vọng cũng như là những cái triết học rất đơn giản của dân tộc mà làm người không ai không thể mà không học được. Và khi cô chọn cái đời sống này đó, chính vì cô muốn toàn tâm toàn ý trả ơn các vị tiền bối của cải lương trong nhiều cái thế hệ. Con thì từ hồi nhỏ con đã thích cải lương rồi. Khi mà con nghe những cái lời ca tiếng hát và những cái giai điệu, những cái cách thể hiện của các cô chú nghệ sĩ cải lương thì con rất là dễ xúc động. Tức là mẹ đâu ôn đúc cho con rồi. Ngay từ nhỏ khi mà mình cái đứa con Việt Nam mà mình được ru đó, chiều chiều chiếm dịch kêu chiều. Mà mẹ con ru thì không hay được như vậy đâu cô. nhưng mà nó vô hồn. Dạ rõ ràng mà nói nuôi mình lớn khôn con. Thì cái lời ru của cái tiếng Việt của mình á, của ông bà cha mẹ thì chính nó là một cái melody của cải lương. Dạ. Dạ. Đối với con đó là cái niềm hạnh phúc. Và ngày hôm nay nó là một trong những cái ngày gọi là may mắn trong cái cuộc đời làm nghề của con á, trong cái sự nghiệp làm nghệ thuật của con. Nãy hai anh em có nói với nhau. Dạ. Nên con rất là quý, con rất là trân trọng. Cảm ơn bạn. Dạ. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn chú.